Kính chào quý vị và quý khán giả yêu thích kênh Đồ Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải. Thì hôm nay là một cái ngày cuối tuần, ngày Chủ nhật. Thường thì công nhân lao động hoặc là những cái công nhân viên chức thì những ngày này người ta sẽ được gần gũi gia đình và gần gũi những người thân để nghỉ ngơi sang một tuần mới làm việc. Nhưng đối với Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải thì không có ngày nào là ngày nghỉ, đặc biệt là ngày Chủ nhật. Thì khách đến nhờ Đồ Hiệp Sĩ rất nhiều và trình báo những cái vụ việc mà khuất mắc trong cuộc sống xã hội đời thường của chúng ta. Thì có những vụ việc thì chúng tôi cũng live stream và trực tiếp và các bạn cũng đồng hành trong thời gian qua. Nhiều nhất là vấn đề là tìm con, tìm gia đình hoặc là lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thì mong rằng sự hợp tác của quý vị và quý cộng đồng mạng trong thời gian qua cũng là một nhịp cầu nối rất là quan trọng để nhằm giúp ích bảo vệ cho những người dân và những người bị hại đến trình báo cho Đội Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải. Thì trong cuộc sống của chúng ta thì ai cũng mong muốn rằng phải có một cuộc sống thật bình yên và hạnh phúc, không có những cái câu chuyện mà đáng thương đau lòng mà để rồi liên lạc lại gặp hiệp sĩ nhờ như thế này. Đó là một cái chuyện mà không ai mong muốn. Thì qua cái buổi livestream này thì chúng tôi xin cân nhắc lại, quý vị có theo dõi kênh Đồ Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải thì có những cái tình huống như thế nào, quý vị liên hệ qua Đồ Hiệp Sĩ Nguyễn Thanh Hải theo số điện thoại là 0913 78 58 58 để những thắc mắc của quý vị được các anh em trong đội hỗ trợ mình nhanh nhất. Và đặc biệt ngày hôm nay chúng tôi mời đến trường quay đó là hai nạn nhân đến trình báo vụ việc của gia đình mình đang bị thiệt thòi về một cái tài sản là chiếc xe. Thì trong cái quá trình tin tưởng với các bạn thì anh đã cho người này mượn một chiếc xe. Chính vì những lý do đó mà đã làm đi thất thoát chiếc xe của mình trị giá bao nhiêu, thì quý vị hãy xem những cái chia sẻ của anh ngày hôm nay. Xin chào anh ạ. Anh có thể là giới thiệu họ tên và ngày tháng năm sinh, nguyên quán của mình ở đâu, đến nhờ hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải về cái vấn đề gì, có thể là nói rõ về cái chi tiết cho cộng đồng mạng được biết. Em là Võ Văn Nam à. Em sinh ngày 9 tháng 9 2001, là em có chiếc xe Raider mang biển số 37M1 35911, là cho anh Nguyễn Văn Nhân và là anh em ở gọi là xã hội á, là sống chung làm chung trong công việc, là mình cũng nhờ tin tưởng người ta thì giúp đỡ cho mượn chiếc xe. Thì người ta mượn chiếc xe người ta đi lấy đồ, thì trong cùng một ngày đấy, chiều ngày hôm đấy ngày mùng 2 tháng 6 thì anh có báo về về đền về tới gia đình em, là báo cái xe em là bị cơ động bắt và giam giữ đến 30 ngày là anh sẽ chuộc về. Thì hai gia đình em gia đình em thì cũng không nghĩ đến là người ta sẽ nhìn trong cái nghĩ là có bán xe rồi các thứ, thì em cũng tin tưởng. Thì sau 3 ngày đấy thì em tới ngày lên chuộc xe thì người ta nó xóa liên lạc và chặn hết các gọi là cuộc gọi, không thể tiếp cận được là nói chuyện. Thì em hôm nay là em cũng trình báo lên các công an ở gần nhất thì người ta cũng vào việc. Giờ em nhờ lên hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải để giúp đỡ em tìm lại chiếc xe. Cái chiếc xe của mình đó là trị giá bao nhiêu tiền em? Thì giá là 56 triệu, chiếc xe Raider màu đen trắng Biển số mấy em? biển số 37M1 37M1 35911. Người mà em cầm bức ảnh đang livestream trực tiếp như ngày hôm nay thì em với cái người này quan hệ như thế nào mà em tin tưởng để mình cho mượn xe? Em lấy người này thì em cũng là trong lòng chỗ cơ làm việc, em cũng có quan hệ gọi là anh em thôi, là xã hội, là giúp đỡ nhau. Nên quan em mình tình cảm là xã hội thôi. Thì gia đình người ta cũng khó khăn thì mình cũng giúp đỡ mà người ta lại làm như thế với mình. Thì trước đây đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng như các thông tin mạng truyền thông thì cũng lan tỏa những cái phần phóng sự hoặc là những cái video clip mà hiệp sĩ thời gian qua cũng đã tuyên truyền đến cho cộng đồng mạng về cái vấn đề là lợi dụng lòng tin tưởng. Không thể nói rằng là có thể là trong gia đình hoặc là bạn bè hoặc là những mối quan hệ làm ăn công việc bên ngoài, thì chúng ta xin cân nhắc lại về những cái vấn đề là mượn tiền hoặc là liên quan đến những cái tài sản, tránh những cái trường hợp mà người ta lợi dụng cái lòng tin của mình mà người ta cưỡng đoạt tài sản như vậy là điều đó rất là đáng tiếc.
Thì cũng như cái câu chuyện mà em vừa kể với cộng đồng mạng thì một phần nào là em quá tin tưởng bạn này, cho nên nó là em không nghĩ cái vấn đề là tiêu cực, là bạn này là mượn chiếc xe để làm một cái công việc cá nhân của mình, nhưng mà vô tình đó là làm cho mình một cái lo sợ đáng ngại. Thì cái vụ việc như thế này á, em đang nghi ngờ cái người này chiếm hữu chiếc xe mình để làm gì? Em nghi ngờ chiếm hữu chiếc xe em là có mục đích, gọi là người ta ý định người ta bán chiếc xe này, người ta sẽ bỏ trốn vì trong cái thời gian đấy là ông này là cũng có là công việc, là con cái bị bệnh rồi các thứ là cần tiền gấp, thì ông này sẽ bán chiếc xe em sẽ gọi là chữa bệnh cho con đấy, gọi là đường cùng người ta làm liều. Thông tin như thế nào mà em đang nghi người ta là bán chiếc xe của mình? Vì thông tin là em có trong khi ngày mất á, ngày thì em biết tin là mất chiếc xe của em á, là không liên lạc được, là em có đi trong khu vực của mình sinh sống á, là em đi vòng khu vực đấy, em có đi qua là mấy tiệm cầm đồ các thứ, thì em cũng có thông tin từ mấy anh cầm đồ, người ta cũng nói là chiếc xe em là bị cắm ở đây được mấy ngày rồi, và chụp ra ngày hôm kia, là đến ngày hôm mai, ngày mai là em ra là người ta là chụp ra rồi, và anh chủ được cầm đồ đấy là vẫn có thông tin là ông ấy là kêu người tới bán luôn, thì em cũng là thắc mắc là Xin camera xin camera rồi các nhưng thứ, mà người ta không có cho người xin ta không có cho, vì không phải là người ta không cho, mà người ta chỗ làm chỗ ăn người làm ăn, mà người ta cũng bí mật, người ta không cho. mà hai đứa mà cái xe của mình cũng quan tiệm cầm đồ là chụp ra rồi, là người ta cũng có thông tin cho mình như thế. Và chiều ngày hôm qua em có vợ em có đi làm về, thì cũng có gặp chiếc xe em lưu thông trên cung đường ngã tư ga đi lên chỗ cầu vượt Tân Thế Hiệp, và vợ em đi theo và bị mất dấu chỗ ngã ba Tô Ngọc Vân, là bị mất dấu Giờ bị tắc đường tắc ra đường, rồi, không đi theo không có kịp. đi theo kịp được. Thì chúng tôi xin cân nhắc lại, thì quý vị có mọi thắc mắc xin liên hệ qua đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải theo số điện thoại 0913785858 để đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ kịp thời của quý vị ạ. Thì như cái câu chuyện mà của anh kể thì chúng ta đang có cái vấn đề là nghi vấn cái người mà trong bức ảnh mà mình đang quay như thế này là có hành vi cưỡng đoạt tài sản, lợi dụng lòng tin của mình, đúng không? Thì qua những cái câu chuyện mà như thế này mình đã trình báo đến công an chưa? Em có trình báo với công an ở khu vực em ở rồi sinh sống mà. À, bên phía công an tiếp nhận hồ sơ mình nói gì? Người ta vẫn tiếp nhận hồ sơ và điều tra cho mình nhỉ. À, thì mong rằng giữa sự hợp tác của gia đình mình với đội ngũ công an thì sớm tìm ra được cái những cái mà những cái vấn đề mà gia đình em đang bắt gặp ngày hôm nay là phải tìm lại được chiếc xe của mình. Thì đặc biệt ngày hôm nay thì gia đình đã lên cầm bức ảnh này để mà livestream như thế này, thì mong anh có nhìn thấy được những cái hình ảnh này và những cái lời nói. Thật sự là gia tài của người ta chỉ có một chiếc xe thôi. Thì anh xem được cái video clip này, liên hệ lại đội hiệp sĩ hoặc là liên hệ lại với hai anh chị này để mình giao trả lại tài sản, tránh cái trường hợp mà cưỡng đoạt tài sản như vậy là hành vi vi phạm pháp luật. À, trong thời gian vừa qua thì hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải cũng cảnh báo khá nhiều về cái vấn đề mà mượn xe rồi cầm xe để cho mình vướng vào những cái vòng lao lý thật là đáng tiếc. Cái chuyện đó là không đáng. Thì trước khi kết thúc clip này thì chúng tôi muốn hỏi đến gia đình của mình, thì sau khi đội hiệp sĩ tìm được đối tượng này, thì với cái mong muốn của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là nguyên giữ cái clip này để nhằm mục đích là tuyên truyền, thì gia đình mình như thế nào? Em sẽ giữ lại clip và để để tuyên tuyên truyền cho mọi người, gọi là không thì vẫn vướng mắc những cái gọi là tình huống truyền cho mọi người như chúng em ạ. và những cái lời nói của mình là đúng với cái sự thật và cam kết không? Dạ, có đúng cam với kết. sự thật luôn ạ. Nếu mà mình sai, mình thông tin sai chi tiết á là mình hiểu mình bị cái gì? Em nếu mà sai thông tin như này, em sẽ phải chịu trước pháp luật.
Rồi, xin cảm ơn gia đình của mình đã nói lên những cái chuyện mà thật sự là không ai mong muốn, là mình tin tưởng rồi để rồi người ta lợi dụng như thế này, thì mong rằng là qua cái buổi trực tiếp ngày hôm nay thì sẽ giúp đỡ cho mình tháo gỡ những cái khó khăn để tìm lại những cái tài sản của mình mà bị đánh cắp như thế này. Thì một lần nữa đoàn hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải xin gửi lời chào kính chúc đến gia đình của mình và cộng đồng mạng một ngày chủ nhật thật vui vẻ và an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong video clip tiếp theo.